Nếu chỉ có một ngày ở Phú Yên thì mình sẽ làm gì? Tất nhiên là phải tận hưởng cảnh đẹp và thứ hai là phải ăn rồi. Tại vì người ta đã có câu Phú Yên đặc sản mời chào, đến mà chưa thử khắc nào chưa đi. Mình thì vẫn mua tô của anh Trần Nghĩa hôm qua với giá là 5 triệu cả đoàn 8 người, ôn in đủ tiền di chuyển, tiền ăn trưa và phí tham quan luôn. Di chuyển từ Quy Nhơn tới Phú Yên bằng đường quốc lộ sẽ mất 2 tiếng. Vừa tới thấy có quả này, nhìn xa thì tưởng dừa nước, hóa ra nó là dứa biển. Đằng sau pít đang là nhà thờ Măng Lăng với tuổi đời hơn 120 năm. Đây được coi là nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam đó. Tiếp theo là một địa điểm cũng xịn sò không kém. Đây là gành đá đĩa siêu nổi tiếng được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Các bác hãy nhìn đá ở đây mà xem, nó được dựng đứng thành từng cột. Mặt trên thì có hình lục giác hoặc là hình tròn giống như đĩa đựng thức ăn. Thế mới thấy thiên nhiên tạo hóa kỳ diệu thật đấy. Nên có gì mọi người tới đây hãy nhớ phải bảo vệ và giữ gìn vệ sinh cho em nó nhé. Ngoài trời nắng muốn tăng sông như cái lò bát quái. Đừng quên mũ nón đầy đủ nha các tình yêu, không say nắng lại khổ. Chơi xong thì lên làm cốc chè mít hạt đác thanh nhiệt bổ người, đảm bảo là trên cả tuyệt vời luôn. Nó chỉ đơn giản là có nước đường, hạt chia, thạch dừa, hạt đác, táo đỏ thôi mà đang háo cái uống ngon thế không biết. Lại gặp lại em dưới biển này, mỗi tội không có duyên, chưa được thử. Tại biết sao không, tại tôi phải đi qua đầm Âu Loan ăn trưa rồi. Sáng chưa kịp làm gì, lại ăn trưa. Menu hôm nay của chúng ta sẽ có gỏi sứa, sò huyết đầm Âu Loan cháy tỏi. Ôi mẹ ơi nghe tên kêu ha. Rồi thì mực hấp gừng xả, tôm nướng xiên, cơm rang hải sản, cháo hàu sữa. Mà cháo ở đây không nhuyễn như ngoài Bắc, ngược lại sẽ còn rõ hạt cơm. Cuối cùng là khai cá ngừ hấp tiêu xanh to tổ chảng này. Đầu tiên là cái món tôm xiên này thì có cái phần vỏ ngoài được ướp mặn mặn ngọt ngọt và cay xe xe. Ai không thích ăn cay thì bóc vỏ tôm là xong. Dù là mực hấp ở làng trái Nhân Lý hôm trước hay là mực ở Phú Yên thì đều tươi và giòn ngọt ngon cả. Cháo hàu cũng dễ ăn lắm, có độ thơm của hành lá, bùi của hành phi, hàu con nào con nấy múp mát béo ngậy. Ngoài ra thì nhà mình có gọi thêm một phần hốc mắt cá ngừ, một đĩa bò một nắng ngoài tua để ăn thử. Do quán có treo biển như kiểu món signature ấy, mà chỉ có bò chấm với muối kiến vàng là mềm ngon thôi, chứ cái món hốc mắt kia tôi thấy không hợp lắm. Ăn xong thì tất nhiên lại là thời gian nghỉ trưa. Thích mấy cái tour mà nó thong thả thế này dã man ý. Buổi chiều thì ra bãi xếp, từng địa điểm ở Phú Yên thì sẽ cách nhau khoảng 15-20 cây số đi cũng nhanh. Nghe nói đây cũng là nơi quay bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh đó. Đi ngắm hoa vàng trên cỏ xanh nhưng mà nguyên một cái đồng này. Cỏ thì có nhưng mà không xanh mà cũng chẳng có hoa vàng. Thế bảo là lúc quay phim có người chăm sóc nên nó tốt tươi, còn sau khi đóng máy một thời gian cứ để vậy thì nắng to đã làm cả đồng cỏ cháy hết rồi. Bù lại cảnh trên đỉnh đồi nhìn xuống lại đẹp như một bức tranh. Từ xa đã thấy biển xanh vô tận, đường chân trời thẳng tắp. Bầu trời thì điểm xuyết những gợn mây bồng bềnh, hít thở không khí trong lành. Trời ơi, không có một cái lời nào có thể diễn tả cái cảm xúc của tôi lúc ấy. Công nhận là Việt Nam mình quá quá đẹp mà chả cần phải đi đâu xa. Thề là cho mình thơ thẩn ngồi ở đây cả ngày cũng được luôn. Chỉ có điều là mọi người nếu có mang đồ ăn lên đây ăn uống hay picnic gì thì cũng nhớ dọn rác nhá. Đang sạch đẹp thế này mà lại có nhiều rác thì thật là đáng tiếc đúng không? À, sương rồng trên này thì tốt tươi lắm, chạm chân vào nó có tí mà đau điếng nên các bác cẩn thận hen. Bãi xếp mùa này siêu đẹp, nước trong vắt nhưng mà sóng to khủng khiếp. Ai biết bơi thì chắc là mấy địch lại được chứ gà mờ như tôi thì chịu. Không tắm mà chỉ lần mò ra đây chụp giam ba tấm hình thì cũng được. Body ngon hơn tí nữa là cũng mặc bikini đồ đó. Kết thúc chuyến đi tại tháp Nghinh Phong rồi bít về Quy Nhơn thôi. Bye!